thị trường hôm nay là một phiên hồi phục rất là tốt. Với sự hồi phục này thì gần như đúng với kịch bản của ngày hôm qua chúng ta đề cập. Và thị trường chúng ta thì đến từ những câu chuyện đó là giải cứu một số mã phiếu, cũng như là một số mã phiếu dòng banh quay đầu trở lại. Hôm nay thì cứ ngỡ là mùa xuân đến với Loveland, nhưng ai ngờ là tiếp tục là nằm sàn tiếp. Có vẻ câu chuyện giải cứu mã phiếu này đang càng ngày càng khó dần. Trong khi đó thì người anh em đa phương của Loveland thì hôm nay đã săn và đóng cửa ở một cái mức giá khá là tốt. Thì liệu rằng cái sự kéo lên như này có kéo dài hay không? Có còn tiếp tục kéo nữa hay không? Và góc nhìn của chúng ta về thị trường hiện tại là như thế nào? Thì chào mừng mọi người đến với channel Người Nói Chứng Khoán và Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay sẽ cùng trò chuyện mọi người ở cái video này. Đầu tiên chúng ta trò chuyện một tí về cái vấn đề đó là góc độ thị trường hiện tại. Thì đầu phiên sáng nay thì em cũng đề cập với khách hàng luôn rõ ràng. Đó là hiện tại thị trường vẫn y như vậy, vẫn chưa thay đổi nhiều. Và không có thay đổi như định nhá. Tức là vẫn giữ nguyên như định. Kể cả về góc độ thị trường nó sẽ tăng hồi phục đến mức nào, sau đó về điều chỉnh lại mức nào nhá. Rồi về góc độ về CPI thì tối hôm qua là có công bố về CPI của Mỹ. Thì thấy một điều là CPI của Mỹ gần như là không giảm đúng như dự báo. Tức là dự báo của nhiều quỹ, nhiều chuyên gia dự báo là CPI sẽ giảm về mức tầm 6.2. Nhưng mức giảm này không được như dự báo. Và nó thực tế là giảm về có 6.4 thôi. Nó gần như là không giảm, không đáng kể gì cả. Và nhiều trang báo đã đăng lên là cái mức giảm của CPI gần như là sẽ kéo dài. Và gần như là nó sẽ cần một khoảng thời gian dài để còn kéo lên cái xuống liên tục, chứ không phải là một phát cắm đầu giảm ngay được. Với cái việc này thì khả năng rất là cao là chúng bị Fed sẽ bắt đầu đi dìu hâu rồi. Đến với những câu chuyện đó là CPI như thế này thì chúng tôi buộc phải là giữ vấn đề về tăng lãi suất này, rồi không phải là 0.25, có thể là tăng lên 0.5 nhạc như vậy. Rồi tiếp tục sẽ dìu hâu những câu chuyện như là chúng ta sẽ không dừng lại việc tăng lãi suất ở tầm 5 cho đến 5.5, hoặc là sẽ kéo dài nó hơn nữa, hoặc là quá trình tăng lãi suất sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa chẳng hạn như vậy. Cho nên là thời gian tới thì Fed bắt đầu sẽ có nhiều câu chuyện để cặp gần đây nhé. Nhìn nhận chung thì hôm nay có mua EDC với lại mua BVT, hai mã phiếu nhìn nhận về chặng 1 giờ khá là đẹp, cho nên hôm nay có mua hai mã phiếu này. BVT đã tạo ra hai đáy phân kỳ rất là đẹp ở đây. Rồi là EDC thì dòng tiền lớn vào như là kéo lên vượt trội so với nhóm hàng chung, và hiện tại đang khỏe rất là nhiều so với thị trường chung nữa. Đấy, EDC là một mã phiếu nhìn nhận chung rất đẹp, nhưng breakout thì gọi cái đường trên line này thì khả năng rất cao sẽ lên nữa nhá. Tiến 150. Đây là coi một mã phiếu hiện tại đang khả năng rất cao đi ngược thị trường cùng với nhóm ngành đầu tư công. Đó, thì hôm nay cũng có đánh phát sinh thì cũng sọt một cái lệnh tầm 48 đến 49. Hôm nay thì phát sinh nó về tầng 33, 32 lần nhá. Một khoản lợi nhuận rất là cao. Nhìn chung một tí về thị trường nhá, sau đó đến phân tích về phát sinh sau. Đầu tiên thị trường thì thấy được là hiện tại thị trường chúng ta này đang là một thị trường mà rất có khả năng nhiều người vẽ là sẽ vượt đường trên line này tăng trở lại nhá. Nhiều người cho rằng là sẽ tạo ra mô hình như tạo một ốc đảo đây tăng trở lại, nhưng thì nghĩ rằng hiện tại cần nhiều thời gian hơn để xác định nhá. Nhưng cho mình cũng tích cực một điều là thị trường nó không thủng cái đám mây đây, và cũng có khả năng là sẽ tiếp lại trên đám mây tích cực như vậy. Với nhà tuần thị trường Việt Nam ta thì hôm nay là một phiên mà kiểm tra được M20 rút chân lên cũng khá là ok, không phải mười cả cái tuần này nhé. Đó, và điều tích cực nhất của thị trường Việt Nam ta là vẫn giữ được trên đường 20 của chặng tuần. Và nếu tiếp tục giữ lại trên đường 20 chặng tuần như thế này thì khả năng rất cao là sẽ kéo đường 20 đi ngang, cái body band đi ngang, và sau đó sẽ tạo ra một xuống tăng trở lại. Còn không nha mọi người, thì hoàn toàn thể giảm xuống phía dưới là điều rất bình thường, tại vì đường 20 đang cắm xuống giống đoạn này. Đó, cái đoạn mà tại thời điểm tháng 8 tháng 9 á, đường 20 đang cắm xuống này, dù có lên trên cố gắng bao nhiêu nữa thì cũng cắm đầu. Còn về chặng 1 giờ thì trường Việt Nam ta hiện tại đã có một đáy đầu tiên rồi nhá. Đáy đầu tiên rồi. Trường hợp về trường ta vượt lên khỏi đường trên line này thì khả năng ta sẽ có một cái sóng mua ngắn hạn lên vùng đó, vùng 160 vùng trừ. Nhưng mà nếu như không có thì chúng ta sẽ tiếp tục ngồi chờ đợi và quan sát thôi. Đường trên line này đó, hiện tại đã có một đáy rồi. Chúng ta kỳ vọng là sẽ có một cái đáy thứ hai vùng này chẳng hạn như thế này, lên vùng này rồi cắm ở đây. Rồi giá có thể là vùng đáy cân bằng chẳng hạn như vậy. Đó, hoặc là có thể đáy thấp hơn. Đấy, thấp hơn thì có thể xuống vùng dưới này nhé. Rồi số lượng về 110 về thị trường như vậy. Còn V30 thì sao?
VMware hiện tại cũng tương đồng như vậy, cũng với tương đồng với VNet chúng ta, cũng không khác gì là máy hiện tại vẫn đang nằm dưới đường mà A50, mục đích là để kéo đường mà A20 xuống cũng như kéo dây body band xuống nhé. Còn lý sơ lược về một số mà phía nhóm ngành thấy được là đầu tiên là nhóm ngành, đó là nhóm ngành băng, thấy được là hiện tại này đa phần mà phiếu đều đóng cửa dưới M20 nhá, không có gì mà phiếu đóng cửa trên M20 đó, tất cả đều dưới cả. Có tiên phong băng hiện nay khỏe hơn là tại vì nó mới giảm và nó biên độ giảm nó không quá là cao so với mã phiếu còn lại nhá, còn đa phần là đóng cửa dưới cả. Kể cả việc công banh cũng là mã phiếu mà được chiết khấu rất là cao thời gian vừa qua. Đây đây là mã cổ phiếu và nó là thừa nhận một điều là nó không có có sự chiết khấu cao đến như vậy thời gian vừa qua đâu, mà nó đã giảm mạnh như này chứng tỏ là mã phiếu này đang gặp rất nhiều rủi ro liên quan tới trái phiếu vân vân, nên là nhà đầu tư không có kỳ vọng nhiều, cho nên nó mới giảm mạnh từ cái vùng ra vùng 115 giảm xuống tận vùng ra vùng 65 nhá. Còn trước đó hầu như đều đi ngang hoặc là tăng lên thôi. Rồi kể cả nhóm ngành nói mình chứng khoán như thế nào, mà chứng khoán tương đồng thôi, đều nằm dưới đường MA20 này, MA50 cả, và hiện tại đang cố gắng bo những đường MA50, MA20 xuống nhá, đó là điều tiêu cực đó, không đẹp đâu nhá. Hiện tại thì cũng không có nhiều cái điểm mua với một số mặt phiếu này khi mà nó vẫn chưa xác cái vùng đáy rõ ràng tại chạc 1 giờ nhá. Đấy, nhiều mã phiếu nó đang tạo đáy nhưng mà đáy sau lại thấp hơn đáy trước, đó là rủi ro nhá. Điều tích cực là đã đóng cửa lên trên đường 20 rồi, và là vượt đường trên line của cái chạc đó là chạc 1 giờ rồi nhá. Tích cực là như vậy thì có thể chờ đợi thêm những cái phiên nó tạo thêm đáy thì người cân nhắc thêm sau. Nhóm ngành bất động sản như thế nào? Bất động sản phải nói là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp là nhóm ngành khỏe nhất trong ngày hôm nay. Đấy, khi mà những mã cổ phiếu như là DID rồi là HDC này, rồi là GVR này, BCM này, KBC này, đó khỏe nhất phải nói là mã phiếu IDC của chúng ta hay là SC, là hai mã phiếu rất là khỏe trong ngày hôm nay. Kể cả IDC là mã phiếu mà chúng ta có mua đúng không? Đây là mã phiếu mà chúng ta mua như là phiên ngày mai kéo vượt cái đường trên line này thì rất là đẹp nhá. Khi đó nó sẽ vượt đỉnh và MACD của nó sẽ dốc lên trên này. Đó. Còn với một số mã phiếu nhóm ngành đó, nhóm ngành bất động sản, nhà đất vân vân, nhà ở vân vân thì cũng không tươi đẹp gì cả, tất cả đều nằm dưới đường 20 cả. Dòng bất động sản công nghiệp thì xin ngồi. Dòng bất động sản, dòng đầu tư công thì khỏe hơn này. Đó, thì nhiều mã phiếu vẫn giữ được vùng giá tốt, vẫn vừa đỉnh được nhá, vẫn rất khỏe và có khả năng là sẽ tiếp tục đánh lên trên nữa trong thời gian tới. Như ví dụ như một số mã phiếu là BCC này, rồi là BLC này, KSB này, đó, rồi là Hà Tiên 1 này. Rồi kể cả một số mã phiếu như là chúng ta có như là Đạt Phương hay là một số mã cổ phiếu như GES là những mã phiếu có thể quan tâm thêm nếu như nó vượt lên trên đường mà 10 lại nhé. Còn một số mã phiếu xây lắp như là VCG này hay là HHV này hay là C4G v.v. thì mã phiếu này chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn và có một thời gian quan sát hơn, tại vì nó đã có một nhịp tăng khá mạnh và giá không còn rẻ nữa. Mà dầu khí thì BVS, BVD là hai mã phiếu và nó là đang cố gắng đi ngược thị trường nhá, nhưng cũng nên thận trọng một tí khi mà nó đang có dấu hiệu là đổ đèo khi mà nó không vượt được vùng đỉnh nhá, cẩn thận nhá. Nếu như nó không vượt được vùng đỉnh này rất dễ cho xuống một đổ đèo này, đỉnh ví dụ như là mã phiếu BVD của nó là tầm 21.9, không vượt được là cẩn thận, hay là mã phiếu BVS từ đâu đó tầm khoảng gần 26 nhá. Thép như thế nào? Thép thì cũng nhìn nhận chung là cũng không mấy là tươi sáng tươi đẹp tươi lắm, đều nằm dưới đường mà 20 cả. Có mình mã phiếu Hoa Sen nằm trên thôi, nhưng đây là mã phiếu hiện tại cho thấy được là cái xung lực khá là yếu và nó khá yếu không có mạnh nhá. Trừ một số mã phiếu như Hoa Sen đã tạo hai phân kỳ, rồi Nam Kim cũng như là Hòa Phát tạo hai phân kỳ, nhưng tôi nhìn nhận một điều nhá, tại sao nó yếu? Tại vì là nó đã cố gắng vượt lên trên đường mà 20 nhưng chưa vượt được với Nam Kim và Hòa Phát. Trong khi đó thì có một điểm cộng đó là giá thép trong nước đang tăng, kể từ đó là giá thép thế giới hiện tại đang đi ngang và những đơn hàng trong nước hiện tại đang tăng lên nhiều hơn và gói đầu tư công thì đang mở rộng nhiều hơn, thì ngành thép cũng được hưởng lợi. Đó là câu chuyện như vậy, nhưng chúng ta nên thận trọng một tí với những mã phiếu mà nó đang cố gắng chú ý tích lũy lại đi ngang và đã kéo lên rồi nhá. Nhưng mà nhìn nhận chung thì nhóm ngành thép cũng khá là khỏe, xin phép nói lại này, cũng đang khá là khỏe, tức là nó khỏe hơn thị trường chung rất nhiều. Thị trường chung hiện tại vẫn đang nằm dưới đường mà A50 của nó đã nằm trên rồi, nhiều mã phiếu đang nằm trên đường mà 20 nữa. Nhưng mà đặc biệt là nhóm ngành phải nói là em thì đang rất là thích nhóm ngành này vì có một số câu chuyện riêng, đặc biệt nhất là mã phiếu liên quan tới đội cảng như là VIP này, hay là mã cổ phiếu như là DVT, mã phiếu thì đang cân nhắc mua hai mã phiếu này
nhá, và chờ để đi mua. Trong đó hôm nay có mua bằng phiếu BVT cùng giá 19 cộng trừ. Thì sơ lược cho mọi người như vậy. Thì đi một tí về phái sinh thì có là VN30 nhá. VN30 FOM thấy một điều là hiện tại này, hôm nay một phiên kéo chân lên của nó, nhưng chúng ta còn chậm 1 giờ này. Chúng thấy được một mô hình nến gì đây mọi người? Đây là một mô hình nến, mọi người nhận thử nhá. Có phải đây là một mô hình nến? Chết rồi, nó xóa rồi. Đây là một mô hình nến, rõ ràng em thấy được là Evergreen Doji Star đúng không? Một bộ nến Evergreen Doji Star đúng không? Rất là xấu ở đây. Đấy, giống với VinNet chúng ta này, chúng ta thả, chúng ta tuần này. Đây, chúng ta có một bộ nến Evergreen Doji Star đây, rất rõ ràng luôn. Thấy không? Đó. Và hiện tại đây tương đồng như vậy, cho nên ta nên thận trọng với bộ nến này. Cái thứ hai nữa, đó là hiện tại thì chiếu đường trên line, đó là cố gắng vượt lên trên đường trên line nhưng không vượt lên được nhá. Và có dù quay đầu trở lại thì đó là một điểm trừ tiếp tục với cái với cái trường hiện tại này, với cái phái sinh hiện tại này nhá, thấy không, cố gắng vượt lên trên nhưng không vượt được nhá, thì là cố gắng bị quay đầu trở lại đó mấy lần luôn rồi, cho nên tôi phải thận trọng hơn với những cú như vậy. Rồi nhìn chung thì cái xuống hiện tại thì vẫn là xuống, rất dễ là một xuống sọt hiện tại. Tại vì cho thấy được là những cái dấu hiệu trong phiên, ví dụ như chẳng hạn như là kéo F1 nhưng mà lại giữ F2, tức là đang có dấu hiệu là thanh lý hợp đồng từ F1 sang F2, thanh lý hợp đồng sọt nhá. Tại vì sao biết là hợp đồng sọt, tôi thấy được này, hợp đồng tháng mới chúng ta là một hợp đồng tháng tại vùng đó 1040 đúng không, nhưng sau đó thì lại giảm một phát về đây tầm 1040, nó giảm một phát về vùng dưới này, thì chứng tỏ là khi nó mở hợp đồng mới tới bây giờ đã là giảm, thì tức là đó là hợp đồng sọt nhá, cả tháng. Cho nên hợp đồng tháng sau nếu như thanh lý qua tháng sau cũng là sọt thì mới thận trọng. Ok cho mọi người. V50 F2M này. Đây, F2M thấy nhá. Nó câu một tí về chạc 1 giờ này. Đó, nó cũng tạo ra một cái đường trên line và sau đó sẽ không vượt đường này. Và bị cắm đầu giảm trở lại luôn này, mọi người thấy không? Đó. Rồi cũng như là hiện tại thì nó đã nằm dưới đường 50 luôn. Cũng như là hiện tại có cái này nó cao là sẽ ví dụ là bị thanh lý vào ngày mai nữa nhá, khi mà hợp đồng nó đang bị chuyển qua F2 với hợp đồng sọt. Đó, có thể như vậy người thận trọng hơn một tí với vấn đề này. Thì video kết thúc thôi cho mọi người, và nếu mọi người hãy một chút thời gian, nếu thích video thì nhấn kênh này nhá, cảm ơn rất nhiều để lan tỏa video thì nhiều người hơn, nếu thích video nhá mọi người, cảm ơn rất nhiều, chào mọi người nhá.